Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 2 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cả dân tộc Việt Nam vui mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước vào đúng ngày này, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và trong suốt 76 năm qua, Đảng ta đã luôn vận dụng những bài học lịch sử ý nghĩa của cách mạng tháng 8, đưa đất nước vượt qua bao khó khăn thách thức để giành những thành tựu cách mạng vô cùng to lớn, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng để phản ánh những thông tin liên quan đến sự kiện chính trị quan trọng này. Trước hết, xin giới thiệu những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao tặng huy hiệu cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng. Tết độc lập nhớ Bác Hồ. Đổi thay ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, nơi Bác Hồ về thăm. Giáo sư kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, người thiết kế lễ đài độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Huyện Phù Cừ tích cực triển khai test nhanh tại các chốt kiểm soát. Đảm bảo phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều ngày mùng 1 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đến trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Lan, đảng viên chi bộ thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan được kết nạp Đảng từ năm 1947, từng bị giặc Pháp bắt giam tại Bốt La Tiến, huyện Phù Cừ. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí cùng gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tặng huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Lan, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây không chỉ là vinh dự đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Lan và gia đình, mà còn là vinh dự của cả quê hương Tam Đa và huyện Phù Cừ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đồng chí Nguyễn Ngọc Lan luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để các đảng viên nói chung, đảng viên lão thành nói riêng, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Lan đã trích 5 triệu đồng từ tiền khen thưởng tặng quỹ phòng chống COVID-19 xã Tam Đa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 24 năm sau, cũng ngày này, người đã đi xa, kỷ niệm về ngày Tết độc lập và những lần được gặp gỡ, nghe lời dặn dò hay học tập, làm theo tấm gương của người luôn in đậm trong tâm trí nhiều người dân ở Hưng Yên. Nghe theo lời Bác, giữa thập kỷ 60 của thế kỷ trước, thanh niên Nguyễn Đức Thụy lên đường vào Nam chiến đấu. Ông Thụy là chiến sĩ đặc công rừng xác, tham gia đánh chìm tàu của Mỹ, Ngụy trên sông Sài Gòn và ở các cửa biển. Nhớ lại những chiến công đầu tiên của ông chính là để mừng kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ. Phải hiểm nguy, thậm chí có thể đánh đổi cả tính mạng. Song nhớ đến Bác, ông và các đồng đội đã dũng cảm lập nên những chiến công cho đơn vị. Những năm tháng mà Bác Hồ về xã Nghĩa Dân thăm thì tôi là học sinh lớp 6 ở trường cấp 2 Nghĩa Dân. Rất là vinh dự được nghe Bác nói chuyện tại trường cấp 2 Nghĩa Dân. Nghe theo lời Bác, đời cha cho trí đời con, nối dòng làm cách mạng. Tôi quyết tâm bằng mọi giá, mình phải cầm súng theo bước chân của chú, học tập tấm gương của Bác. Với những chiến công đó, ông Thụy hai lần được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đinh ninh lời dạy của Bác, lớp lớp thanh niên ở Hưng Yên đã xung phong, cầm súng ra tiền tuyến đánh giặc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như ông Thụy. Song cũng có hàng nghìn người ở lại quê nhà tích cực tham gia sản xuất, làm thủy lợi, gián tiếp đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến.
xuất hiện các kiện tướng làm thủy lợi như bà Vũ Thị Tị, Trần Thị Ánh, Phạm Thị Vách, từng là đại biểu Quốc hội, có một số lần được gặp Bác. Sâu sắc nhất với bà Vách chính là lời Bác dạy về sự đoàn kết để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Bác bảo phải đoàn kết, không đoàn kết không hoàn thành nhiệm vụ được. Cho nên tôi được gặp Bác trước, Bác dặn như thế, học tập quần chúng mà làm, về mà làm tốt hơn. Cho nên là đến những cái hội nghị mà Bác về, Bác lại nhắc cho cán bộ và nhân dân như thế, tôi cũng thấm thía lắm. Đây cũng là những người mà cách đây 60 năm từng được nghe Bác nói chuyện tại đình Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân. Với họ, những lời dặn dò của Bác luôn theo mãi lúc còn công tác hay đã nghỉ hưu. Ở cương vị nào, họ vẫn luôn đinh đinh lời Bác về sự hy sinh của bản thân cho tập thể, cho phong trào, phải hoàn thành mọi công việc mà tổ chức giao phó, dù có khó khăn, gian khổ đến đâu. Lúc nào cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đoàn giao cho. Thế rồi được vào đảng thì làm tròn trách nhiệm của đảng giao cho. Thế nghĩ đến lời Bác Hồ dạy, thì Bác nói là xã Nghĩa Dân là dân có nghĩa. Thì chúng tôi là phát huy để làm sao để thực hiện cái lời của Bác. Nhớ về Tết độc lập của dân tộc, nhớ đến Bác, người sáng lập và rèn luyện đảng ta, người hy sinh cả cuộc đời chỉ với một mong muốn là làm cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do. Bác đã đi xa, nhưng những lời dạy của người vẫn còn tươi mới để ngày nay chúng ta tiếp tục học tập và làm theo. Ngày 5 tháng 1 năm 1958, trong lần Bác Hồ về làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Bác đã tới thăm đồng bào huyện Tiên Lữ đang nạo vét ngòi Triều Dương. Tại đây Bác đã nói làm thủy lợi khó nhọc vài năm để được sung sướng muôn đời. Hơn 60 năm qua, nhớ lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Triều luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng khang trang đổi mới. Mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tết độc lập và cũng là ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ và nhân dân xã Hải Triều đều tổ chức lễ dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ của xã. Tưởng nhớ Bác, tỏ lòng thành kính với Bác cũng là nhớ đến công lao của người đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhất là lần Bác về thăm nhân dân làm thủy lợi, nạo vét ngòi Triều Dương. Những lời căn dặn của người luôn in sâu trong các thế hệ người dân xã Hải Triều, không chỉ tự hào mà còn lấy đó làm động lực để thi đua phấn đấu trong học tập, công tác. Từ đó xuất hiện những kiện tướng làm thủy lợi, những anh hùng lao động, cá nhân điển hình được Bác Hồ tặng huy hiệu, được nhà nước phong anh hùng lao động. Gặp Bác thì Bác bảo là các cháu làm thủy lợi khó nhọc một vài năm sung sướng muôn đời. Thì thực hiện cái lời Bác dạy thì tôi về đưa cái phong trào thủy lợi của địa phương lên. 7 năm tôi là kiện tướng chiến sĩ thi đua. Và năm 1967 là được tuyên dương là anh hùng lao động. Thế là vào phủ chủ tịch gặp Bác. Năm 1966 tôi mới làm học sinh, học hành chăm ngoan và tôi được đoàn đội suy tôn là trong đoàn Bác Hồ. Thế và cũng rất vinh dự là được Bác Hồ tặng huy hiệu. Khi được nhận phần thưởng của Bác thì hết sức là cảm động, xúc động và hết sức là sung sướng. Từ đó nó là nguồn động lực tôi phấn đấu. Dù trong học tập hay công tác thì tôi luôn luôn phấn đấu hoàn thành. Xã Hải Triều nay đã có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Xã huy động tổng nguồn vốn được hàng trăm tỷ đồng xây dựng đồng bộ nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp ở các xóm làng. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang nhiều ngành nghề, thủ tục công nghiệp, tạo việc làm ổn định và thu nhập cho lao động tại địa phương. Hiện xã xây dựng hai thôn là Triều Dương và Hải Triều cơ bản đạt các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Đảng bộ nhân dân Hải Triều rất là vinh dự là nơi được Bác về thăm. Thế và trong những năm qua thì cán bộ đảng viên và nhân dân luôn đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tự hào là nơi Bác về thăm, những lời dạy của người luôn được đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Triều mãi khắc ghi và thực hiện, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện và là xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Cách đây 76 năm, tại quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Ở thời khắc lịch sử vĩ đại ấy, tỉnh Hưng Yên vinh dự có hai người được giao nhiệm vụ đặc biệt trong ngày quốc khánh đầu tiên. Cùng với giáo sư Lê Thi, người kéo cờ trong ngày độc lập, thì người thiết kế lễ đài độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là giáo sư kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh. Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh sinh năm 1920, mất năm 2003 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước ở tổ dân phố Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Với năng khiếu hội họa, ông theo học khóa cuối cùng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nơi đào tạo nhiều tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam. Ngày 1 tháng 9 năm 1945, kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh được cấp trên giao trọng trách thiết kế và tham gia dựng lễ đài ở vườn hoa Ba Đình, có thể giản dị nhưng phải trang nghiêm. Cùng với tài năng và sự nỗ lực, ông và các cộng sự hoàn thành công trình nổi tiếng này chỉ trong vòng một ngày đêm. Màu đỏ vàng của lễ đài với hai bình hương hai bên cùng màu của cờ đỏ sao vàng trên cột cờ lễ đài, tất cả cùng nổi lên rực rỡ và sống động. Khi về quê là cụ ấy về mới kể chuyện lại, cụ bảo bác Hồ giao cho chỉ trong làm thế nào trong 48 tiếng đồng hồ là phải hoàn thành xong, chưa hình dung nữa thế nào cả, xong cụ cũng phác họa ra để xin ý kiến trung ương nhất trí huy động làm hoàn toàn bằng tre gỗ hết rồi. Tác phẩm Lễ đài độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 hay Lập quy hoạch trung tâm Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội năm 1960 là sự chất lọc từ trong lịch sử những tinh hoa của kiến trúc. Ở quê hương, dấu ấn ông để lại là thiết kế cổng làng Ngọc Lập. Công trình kiến trúc này có sự đan xen giữa kiến trúc đình, chùa làng với tính dân gian truyền thống, tạo sự bền vững, hài hòa, có giá trị thẩm mỹ. Những đóng góp của giáo sư Lê Thi, con gái giáo sư Tương Quảng Hàm ở huyện Văn Tang, người kéo cờ trong ngày độc lập, giáo sư kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, người thiết kế lễ đài độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, đã góp phần tạo nên những trang sử vàng cho đất nước và là vinh dự tự hào của người dân Hưng Yên. Ngày độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945 là ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện độc lập, tự do và hạnh phúc. Với nhiều người dân Hưng Yên, ký ức về thời khắc lịch sử ấy vẫn không phai mờ, cũng như cảm nhận được sự thay đổi của quê hương đất nước. Mùa 2 tháng 9 thì là chúng tôi ăn mặc như nữ du kích ấy, quần áo tay tang trí đi ra viết tin rất là trầm rộng. Rồi vận động nhân dân ra là tập trung ở cửa đình này, nhân dân rất phấn khởi mà người ta rất tin tưởng vào đảng, chính phủ lắm. Từ ngày cách mạng tháng 8 đến giờ, đời sống ở đây giờ thì ở dân tôi đây thì sướng lắm. Năm 1945 mới đời sống dân khổ lắm. Ngày 3 tháng 8 manh áo tả tơi, tay ta chưa vung liềm, thóc đã lụp tô. Ngày nay nó khác cách cực kỳ khác. Chính tôi nghĩ rằng như là trong mơ. Đời sống nâng lên được rất nhiều. Những năm gần đây thì quê hương Ân Thi có nhiều cái nét đổi mới, đặc biệt hệ thống cơ sở vật chất ở các nhà trường thì đã được đầu tư xây mới, sửa chữa cho phù hợp với điều kiện của trường đạt chuẩn quốc gia. Không còn cái hiện tượng học sinh đi học nhờ, học tạm ở các cơ sở đình chùa ở các thôn. Những cái năm trước đây xã Văn Duệ thì gặp rất nhiều khó khăn, là một trong những cái xã nghèo của huyện Ân Thi. Nhưng mà những năm trở lại đây thì có cái sự thay đổi rất là nhiều, đường to rộng, giải bê tông. Nhiều nhà cao tầng đã được mọc lên san sát ở các thôn, các xóm. Thu nhập người dân thì cũng từng bước được cải thiện. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Giang khóa 15 nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, huyện Văn Giang trở thành đô thị loại 3. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã và đang thực hiện lộ trình phát triển đô thị ở từng giai đoạn. Cảm nhận đầu tiên khi về Văn Giang, đó là hạ tầng đô thị. Diện mạo đô thị có sự thay đổi rõ rệt. Huyện đã và đang từng bước trở thành khu vực trọng điểm kinh tế với sự phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, có hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện đại và đồng bộ gắn kết với vùng thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, dần hình thành là một trong những trung tâm văn hóa, cảnh quan, du lịch, thương mại, dịch vụ của tỉnh. Cuộc sống của nhân dân Văn Giang chúng tôi bây giờ là rất là giàu có, văn minh, và tất cả khu nông thôn chúng tôi là
toàn bộ nhà cao cửa rộng, đường bê tông hóa, rồi sân thể dục thể thao, các khu vực tâm linh văn hóa rất khang trang đẹp đẽ. Ngoài 51 dự án phát triển hạ tầng đô thị theo quy hoạch giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, hiện nay trên địa bàn huyện Văn Giang đang triển khai 8 dự án đầu tư phát triển đô thị với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.200 ha, quy mô dân số theo quy hoạch khoảng 260.000 người. Điển hình như dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang có diện tích gần 500 ha, dự án khu đô thị sinh thái Dream City có diện tích 465 ha, khu đô thị Đại An có diện tích gần 200 ha. Ngoài ra còn một số dự án phát triển đô thị và dịch vụ nhỏ lẻ khác nằm rải rác trên địa bàn huyện với tổng diện tích khoảng 150 ha, quy mô dân số khoảng 15.000 người. Huyện Văn Giang đang thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương đến ngân sách địa phương và tích cực huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên đầu tư, sớm hoàn thành một số công trình trọng điểm, trong đó tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chung và các khu chức năng có tính động lực của đô thị như các tuyến giao thông chính, khu vực trung tâm hành chính huyện và vùng phụ cận. Bên cạnh đó, thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội nói chung và mục tiêu phát triển đô thị trên địa bàn huyện nói riêng. Chúng tôi trọng tâm là chính là sẽ phát triển tập trung vào cái việc quy hoạch. Và cái quy hoạch đây là một cái nền tảng, là quy hoạch mẫu để khi chúng ta có quy hoạch là cái sườn phát triển đến cơ sở hạ tầng và phát triển trọng điểm trong những năm tới. Để đạt được các cái mục tiêu đề ra cùng với việc phát triển các đô thị hiện đại, thực hiện cái việc mà chỉnh trang các cái khu dân cư hiện hữu theo cái định hướng là làng trong phố, phố trong làng để phát huy những lợi thế của Văn Giang, tập trung tuyên truyền để người dân chuyển đổi các cái mô hình sản xuất thích nghi dần với các cuộc sống đô thị. Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng những giải pháp cụ thể của đảng bộ, chính quyền các cấp và Văn Giang, sự đồng lòng, đồng thuận của toàn thể nhân dân, huyện Văn Giang sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 9, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đi thăm tặng quà lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và trung tâm cách ly tập trung số 1 của thành phố. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã động viên chia sẻ với vất vả khó khăn mà các lực lượng đang ngày đêm đối mặt nhưng luôn quyết tâm nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ để làm tốt công tác phòng chống dịch. Đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, không được chủ quan, lơ là, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua chốt, đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chú ý giữ gìn sức khỏe, góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Nhằm quan tâm lực lượng tuyến đầu là công tác phòng chống dịch trên địa bàn, huyện Văn Lâm cũng vừa tổ chức hỗ trợ kinh phí trên 630 triệu đồng. Cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch 11 xã thị trấn, đại diện cán bộ, bác sĩ, trung tâm y tế huyện, các trạm y tế, cán bộ chiến sĩ trực 5 chốt kiểm soát dịch của huyện cùng với một số nhu yếu phẩm thiết yếu dùng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 330 triệu đồng là kinh phí của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên, 300 triệu đồng của Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tại công văn số 2033, ngay từ ngày 1 tháng 9, huyện Phù Cử triển khai việc test nhanh COVID-19 tại các chốt kiểm soát của tỉnh và của huyện. Ghi nhận tại chốt kiểm soát của tỉnh ở đầu cầu Tràng trên quốc lộ 39B tiếp giáp với tỉnh Hải Dương trong chiều ngày 1 tháng 9. Thay vì phải quay đầu do giấy xét nghiệm hết hạn, những công dân ở tỉnh Hải Dương này được các nhân viên y tế tại chốt kiểm soát cầu Tràng test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính để sau đó tiếp tục được lưu thông vào tỉnh Hưng Yên để giao hàng và làm việc. Em cần đi gấp test nhanh này thuận lợi cho em đỡ phải quay lại để test lại ở dưới kia. Rất thuận tiện cho chúng tôi đi lại, không phải quay đầu về, chứ không thì quay đầu về thì mất rất nhiều thời gian. Trong khoảng 2 giờ, tại chốt kiểm soát này có 5 người test nhanh COVID-19, tất cả đều âm tính. Hầu hết các trường hợp này có giấy xét nghiệm quá hạn do chưa nắm được thông tin, tỉnh Hưng Yên vừa rút ngắn thời hạn giấy xét nghiệm từ 72 giờ xuống còn 48 giờ.
3 kiếp nhân viên y tế với 6 người được bố trí để đảm bảo xét nghiệm 3K 24/24 giờ. Mỗi lần test nhanh mất khoảng 20 phút với giá 238.000 đồng một lần theo đúng quy định của tỉnh. Theo chỉ đạo của tỉnh, từ ngày 1 tháng 9, các trung tâm y tế tuyến huyện sẽ triển khai test nhanh COVID-19 tại 13 chốt cấp tỉnh. Huyện Phù Cừ là địa phương triển khai sớm nhất tại 2 chốt cấp tỉnh là chốt cầu Tràng, chốt cầu La Tiến và chủ động thực hiện tại 2 chốt của huyện ở xã Nhật Quang và xã Tam Đa. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài trong 4 ngày. Nếu như thường lệ đây sẽ là thời gian diễn ra sôi nổi các hoạt động vui chơi, du lịch hay gặp mặt liên hoan. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, người dân và các địa phương đều chủ động nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tết độc lập mùng 2 tháng 9 đối với cả dân tộc Việt Nam mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Thì đối với những người cựu chiến binh, những người lính từng tham gia ở những chiến trường xưa như ông Phạm Văn Vũ ở xã Hồng Quang, huyện Ân Thi lại càng trở nên đặc biệt hơn. Vì vậy, vào những năm trước, dịp này sẽ không thể thiếu những buổi gặp mặt giao lưu liên hoan giữa các cán bộ, hội viên, cựu chiến binh. Thì năm nay, việc dừng tổ chức các hoạt động được quán triệt sâu rộng và tuyên truyền đến từng hội viên. Riêng năm nay là do tình hình dịch bệnh, tất cả mọi hoạt động của hội nói riêng và của toàn xã nói chung là đều phải tạm dừng. Thì trong hội chúng tôi là cũng điện để thăm hỏi lẫn nhau thôi và chúc mừng nhau nhân cái ngày độc lập này. Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều gia đình đang có con em đi làm việc ở các tỉnh xa nhà đã nhiều tháng nay chưa về. Bữa cơm sum họp ngày Quốc Khánh thiếu vắng người, trẻ nhỏ không được bố mẹ tổ chức cho đi vui chơi, du lịch xa như mọi năm. Đây có lẽ là kỳ nghỉ lễ rất đặc biệt. Con cái thì làm việc ở trên Hà Nội là không được về. Gia đình vẫn cứ động viên các con, ngày nào cũng phải gọi điện để mẹ con rồi gia đình nhìn thấy nhau và động viên giữ gìn sức khỏe. Chúng ta cùng nhau gắng sức vượt qua. Nhà em cũng không có đi du lịch hay là ăn tụ tập ăn uống gì cả, ai ở nhà người đấy thôi. Địa phương cũng chỉ đạo các đồng chí phụ trách các cơ sở thôn đội cũng như là các tổ rà soát sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà và già từng nhân khẩu. Bên cạnh đó thì những cái con em của địa phương đang công tác sinh sống học tập tại những cái tỉnh đang có dịch cũng đề nghị là gia đình sẽ vận động con em mình ở đâu ở yên tại chỗ. Chính sự quyết liệt của chính quyền các địa phương và sự chủ động chấp hành nâng cao ý thức của người dân trong dịp nghỉ lễ ai ở đâu ở đó đã và đang góp phần giúp cho tỉnh Hưng Yên duy trì và giữ chắc là vùng xanh an toàn trước dịch bệnh. Ngày 1 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tại trại tạm giam Công an tỉnh. Theo quyết định, trong đợt đặc xá năm 2021, cả nước có trên 3.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn, trong đó Hưng Yên có 7 phạm nhân được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, có tiến bộ trong quá trình cải tạo lao động.